Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh youtube Đạo Điều Kiếm Hiệp và kênh youtube Trần Ngọc Thân Mến Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 179 của bộ truyện tiên hiệp đặc sắc độc bộ thiên hạ Tác giả Thạch Trư qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy Trước khi nghe chuyện các bạn hãy mất chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị Khánh Duy xin chân thành cảm ơn Và bây giờ để không mất thời gian Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe Theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Độc bộ thiên hạ tập 179 ngay sau đây Tiếp theo tập trước lại nói, lúc bấy giờ ba người Diệp Húc theo sau bốn chiếc chiến hạm nhanh chóng đi vào trong thông đạo. Đạo vận trên cửa động sau lưng bọn họ kia tan rã, lỗ thủng tổ binh mở ra từ từ khép lại. Không ít tán tu nhân cơ hội vọt vào, nhưng vẫn có rất nhiều người bị chặn ở bên ngoài. Bên trong thông đạo này có không ít mũi to như ngựa, như voi vô cánh lao tới mọi người. Trên chiến hạm của tứ đại thế gia liên tục có Thánh Hoàng ra tay đánh chết những con mối bự. Trên chiến hạm cũng treo lên tổ binh ngăn cản đám mũi kia lại thấy đám mũi này rơi xuống như mưa vậy đám mũi kia tuy hung mãnh thế nhưng có lão tổ của mang gia tọa chấn giữ chắc trận thế nên không còn chật vật nữa những tán tu kia thì thừa dịp loạn lao tới phía trước định bước vào thiên phần trước tứ đại thế gia trên chiến hạm mang gia một nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng lướt đám người diệp húc rồi lạnh lùng lên tiếng những tên tán tù này đúng là như châu chấu thừa dịp chúng ta khổ cực tác chiến bọn chúng lại ngồi mát ăn bắt vàng thật đáng chết mà đều đáng chết cả ông bốn chiếc chiến hạm đột nhiên ngừng lại lấp đi thông đạo thông đạo phía sau chiến hạm nhanh chóng khép lại một vị tán tu vô hoàng không kịp tránh hét thảm một tiếng cứ thế bị không gian thiên phần khép lại ép chết đám tán tu thấp phẩm lo âu như đàn kiến bắt đầu tuôn ra cố gắng bay tới phía trước nhưng bốn chiếc chiến hạm ngăn cản đường đi lại lấy tổ binh chấn thủ thông đạo từng tên tán tu đánh lên đạo vận ầm ầm phun ra những bông hoa máu bị đạo vận ép đến chết sống mà tán tu ở phía sau bị lực lượng to lớn khi không gian khép lại đánh nát chết vô cùng thê thảm phần đông đệ tử mang ra cố ra lộ ra và hạ ra trên bốn chiếc chiến hạm cười ha ha lại nghe một tên đệ tử lộ ra cười nói cái cảnh này trông cứ như thiêu thân lao đầu vào lửa vậy đúng là đám tán tu ngu xuẩn không biết sống chết mà ở trước mặt những thế gia như bọn ta, chỉ là đám bướm bướm nhảy vào lửa, trông thật thú vị. Ồ, oh, Lộ sư huynh, dùng từ quá hay đi, thiếu thân lao vào lửa, cái này thật giống với thiếu thân lao đầu vào lửa mà. Tứ đại thế gia chúng ta chẳng cần ra tay, đám bướm bướm đó tự mình lao vào trong lửa rồi. Trên chiến hạm Cố gia, một thiếu nữ cười khanh khách lên tiếng nói, chỉ là một tiểu gia tộc, lại còn dám kiêu ngạo ngang ngực như vậy sao?" Dầm bên trong đám tán tu dập húc lạnh một tiếng một bàn tay lớn đột nhiên chụp tới sẽ đứt ra từng đợt từng đợt đạo vận xoay quanh chiến hạm quốc gia lập tức một quyền đánh tới một quyền này đại khí bằng bạc đạo vận đạo ngân của chư thiên hóa thành một đám đấm cương mãnh vô ngần rất có xu thế đánh vỡ cả trời xanh chiến hạm quốc gia vốn bị đám mũi hút vỡ lại nhận lấy một quyền này lập tức vỡ tung ra năm sáu phần cô gái cố gia kia chẳng kịp nói câu nào bị chấn cho chết ngay tại chỗ hóa thành một đám xương máu mà trên chiến hạm quốc gia đám cao thủ thánh hoàng sống sót mà tu vi hơi thấp lập tức bị uy năng của quyền này chấn vỡ tu vi cao hơn cũng bị trọng thương hộc máu chỉ có tổ binh của quốc gia là mạnh mẽ hơn nên không bị quyền này đánh bay cùng lúc đấy ba chiếc chiến hạm khác cũng đồng loạt gặp phải công kích của diệp húc bị đập vỡ động vận công đến bản thể chiến hạm nhưng chiến hạm ba nhà này đều có cao thủ chấn thủ lại đúng lúc tế tổ binh đón đỡ một quyền này của diệp húc nên không bị hắn đánh nát chiến hạm nhưng uy lực tam thập tam thiên ấn của Diệp Húc mạnh đến mức ép cho những chiến hạm này không ngừng lùi về phía sau, ép cho phải đi ra ngoài thông đạo. rầm rầm rầm. ba chiếc chiến hạm nhanh chóng rút lui, rối loạn hết cả. Diệp Húc bước nhanh ép sát, từng quyền từng quyền đánh tới. hắn thế nhưng lại tính đánh văng tứ đại gia tộc ra khỏi thông đạo này. kẻ nào dám tò gan công kích tứ đại gia tộc ta vậy? một gã thánh hoàng cố gia giận dữ lau đi việt máu ở khóe miệng rồi quát lên y còn chưa thất lời thì bị đá mũi rậm rạp nhào tới bao phủ trong nháy mắt đã hút y thành một tấm da người không chỉ như vậy những cường giả cố gia khác cũng không có tổ binh bảo vệ đều bị đá mũi kia hút khô chỉ trong chớp mắt cố gia là gia tộc nhỏ yếu nhất trong tứ đại gia tộc ba gia tộc kia đều có lão thánh hoàng tọa chấn duy chỉ có lão thánh hoàng cố gia đi trước một bước thân tử đạo tiêu nên nội tình mới không bằng trước đây Lúc này, Cố gia lại bị Diệp Húc đánh nát chiến hạm. Đám đệ tử Cố gia đã không còn nơi yên ổn để đứng, những tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt, bị đám mũi kia cắn nuốt hết, toàn quân bị diệt chỉ trong chớp mắt. Tổ binh ư, đổ tốt. Quân hùng Cố gia chết sạch sẽ, chỉ còn lại tổ binh vẫn lơ lửng giữa không trung. Diệp Húc cười ha ha, giơ tay chụp lấy tổ binh, hình bánh xe này. Lớn mật ma Khốn kiếp, láo dược trên ba chiếc chiến hạm tiếng gầm giận dữ vang lên không dứt cũng là do diệp Húc ra tay đã kinh động đến thánh hoàng thế hệ trước của tam đại thế gia kia ba luồng hơi thở phóng lên cao lồng lộng như trung thiên ai nấy cũng tự thúc giục tổ binh của mình uy năng tản ra từ ba món tổ binh càng ngày càng mạnh đạo văn tràn ngập ép cho người ta khó có thể thở nổi một giọng nói giả nua lạnh lùng vang lên nghìn vạn năm qua vẫn là lần đầu tiên quốc kẻ dám to gan công kích tứ đại thế gia ta Oanh 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 Ba chiếc chiến hạm đột nhiên nứt tác văng tung tóe. Những chiếc chiến hạm này vốn bị mũi trong thiên phần hút vỡ Nay lại gặp trùng kích của dập húc Lại thêm ba vị lão thánh hoàng thúc giục tổ binh Đạo vận trọng áp khiến cho những chiến hạm này không thể chịu đựng được Cuối cùng vỡ ra Ba chiếc chiến hạm này bị hủy Đệ tử ba thí gia kia lập tức không còn chỗ đặt chân Rơi vào hiểm cảnh Đám mũi vổ tới Có đệ tử bị xuyên thủng thiên linh cái Có kẻ bị mũi bắt lấy bay vào trong thiên phần ba thế gia đều rối loạn hết lên không xong rồi mấy lão thánh hoàng của ba đại thế gia không đối phó với diệp phúc nữa mà vừa vàng thúc giục tổ binh bảo vệ đệ tử của nhà mình trước đã vận thời quét sạch đám mũi diệp phúc thu xong đại đức thiên luân của cố gia lên cùng phong thủy vân và phó thiên lai ngây ngang đi qua trước mặt tam gia kia đám mũi lao tới chưa tới gần người đám diệp phúc thì đã bị thời không méo mó của lục đạo luân hồi cắn nát một đám oanh oanh nổ tung. Đám mới đó đột nhiên như thủy triều thối lui, bay ra khỏi thông đạo, có con bắt lấy đệ tử thế gia, có con lại xuyên thủng người rồi vo ve bay về. Phong huynh, phó huynh, đừng chiến đấu với mấy lão tổ thế gia này, chúng ta đi thôi. Lúc này, Diệp Phúc dùng đôi tay ngàn vạn đại thuần bay ra đánh với tam đại thế gia đang hỗn loạn kia. Hắn thì cùng Phong Tùy Vân và Phó Tiên Lai lập tức lao ra khỏi thông đạo. Tiểu tử kia, người giết nhiều người của tứ đại thế gia ta cướp đi tổ binh của cố gia người cho là người có thể sống sót chạy ra khỏi lòng bàn tay của lão tổ sao một âm thanh giả lua vang lên lão tổ mang ra kia đột nhiên đẩy hai hầu gái hai bên ra thả người bay lên đuổi theo diệp húc lão trầm giọng nói hai vị lão tổ đệ tử mang ra ta nhờ hai vị hỗ trợ chú cố lão phu đi giết ba tên súc sinh kia rồi lập tức trở về Vù! ba người giáp húc lao ra khỏi thông đạo thiên phần ngẩng đầu nhìn thì thấy nơi nơi hoang vu những dạng núi dạn nứt núi lửa tuôn trào sông ngòi khô cạn nước biển mặn thối không chịu nổi trên đỉnh đầu bọn họ còn có một mặt trời vỡ nát lửa đỏ một mảng bên cạnh mặt trời còn có một vàng mặt trăng thiếu đi một khóc lớn giống như là bị thứ gì đó cắn đi mất vậy nơi này là một khóc của thiên phần hoang vắng trống trải phó thiên lai like suy tư một lát rồi đột nhiên lên tiếng nói diệp huynh à ta nhớ ra rồi thanh niên phần thần phủ ta từng có một vị vu tổ nói rằng những con ma mũi đó không phải yêu vật bình thường mà là ký sinh trùng chúng ký sinh trên thi thể của ma thần có lẽ đám ma mũi này hút nó máu rồi sẽ trở lại trên ký sinh chủ phong thủy vân cảm thấy rất lạnh những con mũi này sinh ra từ thi thể hay sao phong huynh huynh chưa từng tới đây nên không biết thi thể ma thần cổ cường hãn như thế nào đâu những ma thần này không phải là ma thần bình thường mà là cự đầu sinh ra từ trong ma tính ngập tràn của thiên phần này thần minh trời sinh đấy phó Tây lai lại tiếp tục nói bọn chúng là đại ma đầu sinh ra từ trong ma quáng ở trong thiên phần vừa ra đời đã có được thần thông thông thiên triệt địa xác chết của bọn họ chính là khoáng vật của thiên phần là tài liệu luyện khí tuyệt đỉnh đừng nói là tổ binh cho dù có luyện chế thần binh cũng là rất dễ dàng có một số ma thần thân thể chúng thậm chí còn là tài liệu luyện chế đế binh nữa kìa Diệp Húc nghe thế thế thì cực kỳ háo hức. Đám ma thần theo lời của Phó Tiên Lai này cực kỳ tương tự những vị thiên đế thượng cổ như Hạo Thiên Đại Đế hay là Thanh Đế. Bọn họ đều là sinh linh kỳ lạ do trời đất tạo ra. Như người mà không phải người vừa ra đời đã có đại thần thông kinh thiên động địa. Mà sinh linh có thần minh trời sinh sinh ra trong thiên phần này lại hoàn toàn khác với những vị đại đế viễn cổ như Thanh Đế hay Hạo Thiên. Bọn chúng hấp thu ma tính sa đọa trong thiên phần vừa sinh ra đã là đại ma đầu là ma thần hơn nữa thân thể những ma thần này là khoáng vật thiên giới tạo thành mỗi một miếng thịt đều là thần quạng thần vật nếu có thể lấy được một khối là có thể dùng để luyện chế di la thiên địa tháp của ta rồi phi thăng đến thiên giới tới bây giờ diệp phúc vẫn chưa thể tăng di la thiên địa tháp lên di la thiên địa tháp dù là cấm bảo nhưng uy lực của nó đã đạt tới thánh bảo chẳng qua hiện giờ uy lực vẫn chưa hiển lộ ra hết thua kém tu vi tiến bộ của diệp phúc kia ngoài di la thiên địa tháp uy năng của ngọc lâu cũng không theo kịp tu vi của hắn nên cần phải kiếm tìm linh mạch để tăng ngọc lâu lên nếu có thể tìm được cổ thi của ma thần di la thiên địa tháp của ta sẽ tăng lên đến mức nào đây sau đó lại đưa vào đạo văn đạo vận của ta tế luyện lại có khi uy năng của nó không hề thua kém tổ binh ấy chứ tim của diệp phúc đập thình thịch nếu có thể tăng di la thiên địa tháp và ngọc lâu lên thành tổ binh sau này mở ra đạo môn nhảy ra ngoài Hắn có thể chắc chắn một phần Chúng ta đi thôi Diệp Phúc chậm giọng Lên tiếng nói đuổi theo đám ma mũi đó trước tiên Đám ma mũi thiên phần này Đi lại nhanh như gió Vù vù đi đến vù vù đi đi Tốc độ như chớp Vô cánh một cái là bay mấy nghìn dặm Nhưng tốc độ ba người Diệp Phúc không hề chậm hơn chúng nó Thậm chí còn hơn rất nhiều Vẫn vững vàng theo sát đám mũi kia Không lâu sau Diệp Húc đột nhiên cảm thấy khôn cùng áp bách chuyển đến tâm chấn động hắn cảm thấy trong tử phủ vô số ý niệm đều ma hóa thành những ác ma định xâm chiếm tử phủ của hắn chiếm cứ thân thể của hắn mà thần thật lợi hại còn chưa thấy người đâu mà chỉ bằng áp lực đã suýt nữa đồng hóa ta rồi diệp phúc bảo vệ cho nội tâm yên lặng một đào thanh minh ấn ở trên cao chấn động luyện hóa hết ma đầu trong tử phủ thành bụi hắn cảm thấy ý niệm trong đầu càng thêm tinh thuần không nửa phần tạp niệm Phong Tùy Vân và Phó Tê Lai cũng suýt bị ma hóa. Nhờ thanh minh ấn của Diệp Húc bao phủ, hóa đi ma đầu trong tử phủ nên mới khu phục được thần trí, nghĩ lại mà dùng mình. Đột nhiên đám ma mũi này vù vù bay xuống một sân cốc, Diệp Húc nhìn thì thấy trong sân cốc đứng một cổ thi đỉnh thiên lập địa, ba đầu, tám tay tám chân, đầu đồng xương thiết, mỗi một cái đầu chỉ có một con mắt ngược. Thi thể đấy, mặt thú thân người, đầu trâu rác rồng, toàn thân phủ đầy ma văn. Đạo vận sau lưng khởi động, Hẳn là có bốn cái đầu Thế nhưng bị ai đó chặt đi mất một Si thích đại tôn sao Diệp Phúc ngẩn ra thất thanh nói Thi thể của ma thần này Hoàn toàn giống với si thích đại tôn Đã từng tranh đoạt thiên hạ Với hiên viên thiên đế trong truyền thuyết Bách Man Sơn Diệp Phúc từng gặp qua tượng của người này Quả thật giống nhau như đúc vậy Ông ta đầu rồng xưng thiết Toàn thân làm từ kim loại Tràn ngập năng lượng có thể nổ tung Giờ tay nhất chân có thể xé trời vỡ đất hẳn là thần quặng trong thiên phần có thể dưỡng dục ra sinh linh kỳ lạ theo truyền thuyết Si tích đại tôn chết ở trong tay hiên viên thiên đế thi thể của ông ta rơi ở gần liễu châu hóa thành bách man sơn ta còn từng thấy một cái đầu của Si tích đại tôn hóa thành sơn môn của hoàng tuyển ma tông ta nơi này sao lại có thân thể di si tích đại tôn được diệp phúc ngàn họng nhìn chân chối lúc trước hắn nhìn thấy đầu của Si tích đại tôn từ đằng xa từ đó đi lên con đường vô sĩ lúc này nhìn thấy bản thể của Si tích đại tôn đủ loại cảm giác nổi lên ở trong đầu Hiền viên thiền đế giết chết si tích đệ tôn Rồi đã luyện chế ra 18 mặt binh chủ kỳ Để từng nhớ vị thần vương này xác chết của vị đại tôn này lại rơi xuống nơi đây, đây Chẳng lẽ lúc ấy vị ma tôn này không có chết Mà trốn trong thiên phần nữa Nếu là như vậy Có lẽ si tích đệ tôn vốn là ma đầu Được sinh ra từ trong thiên phần Còn có một khả năng nữa Vị ma thần này vốn không phải là si tích ma tôn Mà là một ma thần trong thiên phần Chẳng qua là cùng tộc với si tích đại tôn mà thôi Diệp Húc cẩn thận tính toán thì thế loại khả năng thứ hai lớn hơn. Dù sao trong thiên phần thường có cường giả thiên giới tới rèn luyện tầm bảo. Nếu như nơi đây thật sự là nơi táng thân của Di si Thích Đại Tôn, như vậy thân thể Di si Thích sớm đã bị các cường giả lấy đi chứ không để lại tới hôm nay. Di si Thích Đại Tôn chính là thần vương có thể tranh đoạt đế vị với hiên viên thiên đế vô cùng mạnh. Mà ma thần này chỉ có đạo vận chứ không có thần văn, chắc là một vị vô tố. Đá ma mũi đó bám chi chít lên người cổ thi chỉ thấy chúng đâm vòi vào trong lỗ chân lông của cổ thi bụng phập phồng lên rồi nhanh chóng thu nhỏ lại chính là rót hết máu mà mình hút được vào trong thân thể cổ thi này cổ thi được máu tươi tưới nhuần đột nhiên rung lên một cái làm cho cả sân cốc và mầm lay động giống như một ngôi sao lớn rơi xuống mặt đất vậy thanh thế làm cho người ta phải sợ hãi ma khí dày đặc trào ra từ toàn thân hóa thành đạo văn đạo ngân ngay sau đó vô số đạo văn đạo ngân hóa thành đạo vận mơ hồ cho người ta cảm giác khí phách của ma lâm thiên hạ Vị ma thần này còn sống sao Ba người Diệp phúc cả kinh Nếu đây là một vị ma thần còn sống Mà cho dù có là ma thần đã chết Bọn họ cũng không có năng lực chống lại Sẽ dễ dàng bị ma thần này chém chết Rồi bị hút đi toàn bộ khí huyết Tám cái chân của cổ thi này đứng dậy Đột nhiên ra rẻ toàn thân nổ tung Máu tươi phun ra lại ngã thẳng xuống Diệp Phúc thở phào nhẹ nhõm Vị ma thần này đã chết rồi Khí huyết chảy hết Chỉ còn lại một luồng ý chí bất khuất chống đỡ bên trong ngực những con ma mối đó hút máu tươi rót vào trong cơ thể của hắn đủ để đứng lên nhưng tương thế của hắn quá nặng máu huyết của kẻ khác thì lại quá yếu căn bản không thể chống đỡ được thân hình hùng mạnh kia của hắn phong tùy vân và phó thiên lai liên tục gật đầu đồng ý những con ma mối đó hút máu nhân hoàng vu hoàng và thánh hoàng cao nhất cũng chỉ là thánh huyết trong thánh huyết có chứa đạn đạo văn đạo vận năng lượng cực lớn thế nhưng với vu tổ là thánh huyết thì lại quá thấp kém không cách nào làm cho vị ma thần này khôi phục khí huyết được Lần này chúng ta phát tài rồi Thật sự là phát tài rồi Phó Thiên Lai chớp mắt cười khanh khách nói Lần trước ta theo cường giả thần phố Đến thiên phần này Mặc dù có thu hoạch Thế nhưng bảo vật cũng không nhiều Cũng chưa từng có loại thần vật Như ma thần cổ thi này Cổ thi ma thần này Chính là thân thể vũ tố Toàn thân đều là do thần quạng tạo thành Chất chứa đạo vận của vũ tố Có thể đủ để luyện chế vũ báo Đạo vận thiên thành Ít nhất cũng là bảo vật tổ binh kìa Phong Thủy Vân nói với sắc mặt ngưng trọng Lên cho ta Diệp Húc nhảy lên vù một tiếng bắt lên trên cỗ thi ma thần kia Hắn giơ bàn tay hóa thành nguyên tái khổng thăng thiên nguyên tái ấn Thức đại thuấn này giống với ưu thiên thần vương độ ách cấn Trong chư thiên thần vương công đức cấn Có thể phong ấn thế nhưng lại mạnh hơn rất nhiều Nguyên tái ấn hóa thành một phương thiên giới Thiên giới lớn bao nhiêu là có thể phong ấn nơi ấy bấy nhiêu Nếu Diệp Húc có năng lực thông thiên triệt địa Dựa vào một thức cấn pháp này thậm chí có thể một tay nắm lên thiên giới, phong ấn ở trong tay, có thể vận chuyển chư thiên như nguyên thủy thiên vương. Chỉ là lúc này tu vi diệp phúc chỉ ở giữa vũ tổ và thánh hoàng, cách cảnh giới của nguyên thủy thiên vương còn một đoạn vô cùng xa xôi, không thể làm được một trưởng phong ấn thiên giới. Dù là vậy, nguyên tài ấn cũng đủ để bao phủ sân cốc này, lồng cỗ thi ma thần kia vào trong lòng bàn tay. Bảo mối tốt, các ngươi lại phát hiện ra cổ thi của một vị ma thần thật đúng là trời cũng giúp ta mà đột nhiên một tiếng cười già nua truyền đến lão tổ mang ra thình lình xuất hiện ở trên không trung sơn cốc này lão cười ha hả đánh một tòa đạo môn cổ xưa ầm ầm lên đỉnh đầu của diệp húc lão già này giờ đây mặt mũi đỏ bừng trông có vẻ khá kích động cười dài mà nói có được cổ thi này lão phu có thể luyện nó thành thân ngoại hóa thân bỏ qua thân thể suy bại này rồi nhập vào thân ngoại hóa thân vô cùng mạnh mẽ kia sau đó đi vào đạo môn rồi nhảy ra ngoài trở thành vô tổ thật quá dễ dàng có thể tăng thọ nguyên thêm ba vạn năm nữa dám cướp bảo vật mà ta coi trọng sao diệp phúc cười lại một tiếng một bàn tay tiếp tục chụp tới thi thân ma thần này tay kia thì lật lại thành thái cực cấn đối chiến với lão tổ mang ra hừ hm, tiểu tử kia tranh đoạt bảo vật với lão tổ ta người vẫn còn quá non khí huyết toàn thân lão tổ mang ra sôi trào lão phóng lên cao cưỡng ép thúc dục khí huyết còn sót lại của mình tăng thực lực lên đến cực hạn một trưởng áp xuống lập tức chấn vỡ thái cực ấn nghiền hắc bạch song ngư thành đạo văn đạo ngân vỡ nát diệp phúc đau đớn kêu lên một tiếng lão tổ mang ra hùng mạnh gấp 10 lần nội dung tam hoa không ngờ có thể phá vỡ thái cực ấn của hắn vô cực đàm thệ thiên vô cực ấn hư vô việt hành hư vô ấn Đạo môn đè xuống diệp phúc thi triển hai đạo thuấn liên tục vô cực ấn làm cho thân hình của hắn mơ hồ xuyên thủng hư không biên giới lập lòe bất định mà hư vô ấn lại làm cho thân thể của hắn dung nhập hư không biến mất không còn bóng dáng tiểu sục sinh vô pháp của ngươi tuy thần diệu nhưng ở trước mặt thực lực tuyệt đối thì đều là vô vọng cả đi ra cho ta lão tổ mang ra quát lớn đạo môn chấn động làm hư không sụp xuống từng mảng chấn cho diệp phúc ra khỏi hư không và vô cực Phong Thủy Vân và Phó Tiên Lai thấy tình cảnh Diệp Húc không ổn, lập tức quát lên một tiếng, tự tế bảo vật của mình lên. Xiềng xích khoảnh không như dao long đại mãng, biến hóa ngàn vạn, tạo thành hai tinh hệ, gào thét nhốt lão tổ mang ra vào trong. Đây đúng là xiềng xích do âm sơn lục sát dùng huyền anh âm thiết luyện thành. Huyền anh âm thiết chính là thần quặng dẹn dẹn tổ binh. Nếu như chó lại lão tổ mang ra, cho dù lão ta có dãy thế nào cũng không thể thoát được. Diệp Phúc xử lý âm sơn lục sát rồi, liền đem xiềng xích ra cho hai người, để hai người tế luyện Huyền anh âm thiết sao Cũng là thứ tốt đây Nhưng trinh lệch chính là trinh lệch Lão phu thậu nguyên đã gần hai vạn năm Tu vi sâu xa làm sao Bọn các người có thể sánh với được Tinh quang bắn ra từ trong mắt của lão tổ mang ra Lão đột nhiên giơ tay bắt hết Hai chiếc sừng xích huyền anh kia Ngay sau đó tu vi của lão rất vào trong xưởng xích Chấn vỡ hết thánh hoàng phân thân của hai người Ở trong xưởng xích Phong Tùy Vân và Phó Tên Lai đều thét lên một tiếng, khóe miệng tràn ra máu. Mang sơn lão tổ chẳng những chấn vỡ, thánh hoàng phân thân của bọn họ mà còn dùng cảm ứng của phân thân truyền một đạo công kích pháp lực đến bản thể hai người, đã thương cả hai. Có thể nói là thần thông quảng đại. Đây chính là thực lực của lão tổ thánh hoàng. Tuy thân thể, khí huyết và tần hồn suy bại, nhưng vẫn có đủ chiến lực để quyết sạch bọn họ. Phong Huynh, Phó Huynh, đừng liều mạng với lão ta. Ma thần thi thân đã rơi vào tay của ta rồi Chúng ta đi thôi Một trưởng của dập Phúc bao phủ toàn bộ sân cốc Nguyên tái ấn rốt cuộc cũng phong ấn sân cốc lại Hắn cứ thế cầm sân cốc này lên phong ấn ở trong tay Từ xa nhìn lại sân cốc này như bị người đào đi Để lại một kênh đào hẹp dài trông như lạch trời vậy Còn muốn chạy sao Ở trước mặt Lão Phu các ngươi đã không thể đi nổi Mang Sơn Lão Tổ cười ha hả Lão bỗng tế hai chiếc khuyên anh xỉn xích lên Xương xích chợt lóe lên lập tức cho lấy phong thủy vân và phó Tây lai lão ngay lập tức thúc giục Đạ môn hung hăng nghiền tới nguyên tai ấn của diệp húc âm ầm, ầm chấn vỡ nguyên tai ấn diệp húc thét lớn một tiếng nhanh chóng rút lui hô lớn phong huynh phó huynh hai người chết sẽ tốt hơn là cả ba người cùng chết ta sẽ báo thủ cho các huynh mang sơn lão tổ cười to dương dương từ đắc nói à à à à thấy chưa trước mặt sống chết thì làm gì còn tình nghĩa nữa chứ tất cả đều là giả dối cả nhưng lão phu tạm thời không giết các ngươi mà chờ ta luyện hóa xong ma thần thi thân xong sẽ lấy máu của các ngươi rót vào bên trong thân thể ma thần khôi phục khí huyết của vị cổ ma thần này sau đó lại bắt tên tiểu xúc sinh kia xử tử tất cả các ngươi sắc mặt của phong thủy vân và phó tên lai đều u ám yên lặng không nói câu nào phong thủy vân đột nhiên giãn mặt ra gượng gạo cười ta với diệp huynh giao tình không sâu hắn rời đi cũng là chuyện thường có tên Lai like cười khổ Nếu là ta Có khi cũng bỏ các huynh lại rồi bỏ chạy ý chứ Mang sơn lão tổ cười lạnh một tiếng Mi tâm của lão đột nhiên vỡ ra Vô số thần niệm Trong suốt óng ánh trở ra chen nhau chui vào trong mi tâm của vị ma thần kia Lão ta vô cùng kích động Đôi tay run run lầm bầm nói Chỉ cần luyện hóa xong ma thần cổ thi này Lão phụ có thể đột phá không cùng Xưởng xích trở thành vô tổ Ngày này lão phụ chờ đợi đã lâu rồi Đột nhiên từ trong mi tâm cổ thi ma thần này một luồng sát niệm vô cùng mạnh mẽ truyền đến cắn nát hết thần niệm của lão mang sơn lão tổ thét lớn một tiếng thân hình chấn động mi tâm lão đột nhiên vỡ ra một vết máu lão nhìn không được phun ra một ngụm máu khí huyết rồi rào kia lập tức suy si bại thất thanh lên tiếng nói ý, ý chí bất khuất của ma thần sao ta đã trở lại diệp phúc đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt của lão cười tủm tỉm nói lão già quả nhiên sinh mãnh bị ý chí bất khuất của ma thần chấn vỡ thần niệm mà vẫn vui vẻ được diệp mẫu bội phục rồi bội phục thế nhưng mà lão bị ý chí ma thần đánh trọng thương thần hồn tiêu diệt thần thức này lão còn có thể long tinh hổ mãnh được nữa không đây diệp mộ luôn kính giải yêu trẻ thân là tấm gương sáng về đạo đức trên thiên giới này nếu ngài không thể tiếp tục long tinh hổ mãnh nữa thì diệp phúc mỉm cười lộ ra hàm răng trắng sáng vậy thì hôm nay diệp mẫu sẽ kính giải yêu trẻ một phen tiễn lão già ngài lên đường vậy Diệp Húc đưa tay xuất một chảo, đem Phong Thủy Vân cùng Phó Thiên Lai hai người nắm lên, một cỗ pháp lực mênh mông trùng trùng điệp điệp, trùng nhập Huyền Anh tỏa liên, khu trừ pháp lực của lão tổ mang ra. Lão tổ mang ra vừa mới thu hai cái sừng xích này, còn chưa kịp tế luyện, không có đả nhập phân thân của mình, dễ dàng liền bị Diệp Húc thu hồi hai cái sừng xích này. Vừa rồi, Diệp Húc sở dĩ giờ đi chính là vì giờ phút này, dù cho lão tổ mang ra không có cướp đi ma thần thi thân, hắn cũng sẽ chủ động đưa đến tay của Mang Sơn lão tổ hắn và phong Tùy vân phó tê lai like ba người nhìn thấy ma thần này có được một luồng ý chí bất khuất ý đồ mượn nhờ máu của mỗi chết mà phục sinh thế nhưng lão tổ mang ra chậm một bước cũng không biết bên trong này có huyền cơ hắn sớm đã tính toán lão tổ mang ra đạt được ma thần thi thân sau đó nhất định sẽ vui mừng quá đỗi ý đồ đem cái cỗ ma thần thi thân này luyện hóa thành thân ngoại hóa thân cho nên rút đi trước tiên lại để cho lão tổ mang ra có thời gian luyện hóa mượn nhờ ý chí bất khuất của ma thần làm hắn trọng thương Tu vi của lão tổ mang ra so với đứng đầu âm sơn lục sát là mộ dung tham hoa còn muốn thâm hậu hơn 10 lần. Tuy là thánh hoàng nhưng thực lực lại vô cùng mạnh mẽ, lợi hại đến cực điểm, không xuất ra loại thủ đoạn này, Diệp Phúc ba người rất khó là đối thủ của hắn. Lão tổ mang ra trong mắt sắt cơ mãnh liệt, bước nhanh đến phía trước, hướng Diệp Phúc ba người lớn tới, điểm nhiên lên tiếng. Tiểu xúc xanh, tâm cơ ngươi thâm trầm, cư nhiên ngay cả lão phu cũng có thể bị lừa gạt, mượn nhờ ma thần ý chí khiến cho ta nguyên khí bị tổn hao nhiều. Bất quá, Tu vi lão phu vẫn như trước trên người trăm lần đối phó bọn ngươi không cần tốn quá nhiều sức đâu nên có thể chu sát thiết thải các ngươi được mạng hắn không còn nhiều trước giờ đều tạo quan khốn thủ bản tâm làm chậm lại sự suy bại của bản thân tận lực tránh tiếp xúc với ngoại vật bởi vậy cũng không thấy diệp húc trên bảng chuyên lã nên không nhận biết diệp húc phòng huynh phó huynh các ngươi tránh ra đi cho ta áp trấn, ta tới gặp lão súc sinh này. Diệp Húc bước nhanh đến phía trước, nghênh tiếp lão tổ mang ra, ánh mắt chấp động mỉm cười nói: "Ê, lão súc sinh, ta ngược lại cảm thấy đáng tiếc cho ngươi kìa, thân thể tân hồn cùng với khí huyết của ngươi suy bại đến tình trạng thế này, mở ra đạo môn kêu thoát ra ngoài, căn bản là không có khả năng đâu. Chỉ cần ngươi bước vào đạo môn sẽ bị đạo hạnh bản thân đập nát." Lão tổ mang ra ánh mắt phát lạnh, rồi đột nhiên cất tiếng cười to, lần nữa phập phồng khí huyết, từng đạo huyết khí phóng lên trời, cuồn cuộn mênh mông. So với thánh hoàng bình thường, còn muốn tràn đầy hơn. Người nói không sai Khí huyết của ta suy bại Thế nhưng là muốn giết ba tên các ngươi Thì dễ dàng Hai người sát khí trùng thiên Lập tức phía trên ma thần thi thân Từng con ma mũi bị hai người bọn hắn kinh động Bay múa đầy trời Bay hướng tới Diệp Húc cùng lão tổ mang ra Những ma mũi này thực lực cực đại Cực đoan đến cường hoành Từng con ma mũi to như ngựa Voi còn có con dài đến mấy trượng Mồm nhọn răng bén Ngay cả đảo văn đạo ngân cũng có thể thôn phệ thánh bảo cũng có thể ăn mòn ăn vào trong bụng thân thể ma thần này cao tới vạn trượng đỉnh thiên lập địa quanh thân bò đầy mũi mà giờ phút này hết thảy bay lên đông nghịt che khuất bầu trời làm cho người ta nhìn phải phát lạnh tang 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 những con mũi này còn chưa tới gần bên người diệp phúc liền bị lục đạo luân hồi Vạn vẹo thể không cắn nát từng con bị nổ tung mà lão tổ mang ra sát khí nồng đậm đến cực điểm sau lưng đột nhiên xuất hiện một tòa đạo môn đại viên mãn hoa văn cổ sư huyền diệu huyền mỹ vô khuyết những con mũi này đánh tới trực tiếp bị đạo môn tản mát ra khí thế chấn nát tiểu súc xanh năm đó lúc lão phu phong vân một cõi ngươi còn không biết đang ở nơi nào đạo môn mở ra lão tổ mang ra gầm lên chỉ thấy phía sau hắn đạo môn đột nhiên hoàn toàn mở ra ti ti từng sợi đạo vân đạo vận tuôn ra chỉ một thoáng đem đám ma mũi đánh chết hơn phân nửa chết đi bên trong đạo môn đạo vận thiên thành hóa thành một cái đại thủ một quyền đánh tới diệp diệp húc dĩ nhiên là không sợ quanh thân ba ngàn thế giới tuôn ra hóa thành vô hoang ấn một ấn nghênh tiếp hắn cười lạnh nói tu vi của ngươi sớm đã đạt tới khiêu thoát đạo môn đến bước dùng vô nhập đạo thế nhưng người lại thủy chung không dám xuất ra một bước này bởi vì ngươi cũng biết tình huống của bản thân mình bởi vậy không dám khiêu thoát bản thân xuất ra thật đáng thương ngươi tân tân khổ khổ tu luyện tới cảnh giới ngày hôm nay rồi thú vị đã đến thân thể lại suy bại rồi thật sự là đáng thương mà Giờ một tiếng, hai người một kích tạo ra phá hoại rất lớn. Thiên phần hư không lập tức thử một tiếng xé rách. Dư âm rung động quét ngang mọi nơi. Đám ma mũi đầy trời biến thành hư không. Hàng hà ma số ma mũi bị hai cỗ sức lực lớn đè ép, nhao nhau chết thảm như mưa rơi xuống phía dưới. Diệp Húc kêu lên một tiếng, bị Mang Sơn lão tổ một kích đánh bay mấy trăm dặm, quanh thân đầy vết thương, cơ hồ bị một trường này của lão tổ mang ra đánh nát thân thể lão tổ mang ra bước nhanh đến phía trước gương mặt âm lạnh tiếp tục một quyền oanh khứ điểm như nói thì tính sao chứ lão phu chỉ cần giết ba tên tiểu súc sinh các ngươi Liền có thể thông dong bố trí tiêu diệt cố ý chí còn lại này của tên ma thần chỉ cần đem hắn luyện thành thân ngoại hóa thân lão phu khiêu thoát đạo môn thành tựu vô tổ quả thực là dễ dàng khi đó lão phu liền có thể sống thêm ba vạn năm diệp húc dùng thái dương ấn nghênh tiếp giống như một đế hoàng thống trị viễn cổ thiên giới lấy trường làm diều dựng thẳng lên đánh xuống lập tức ngàn vạn khí tượng tự nhiên sinh ra như là triển khai một họa quyển mang sắc màu cổ xưa rõ ràng bổ ra một cái thế giới tranh lệch chính là tranh lệch người hiểu không mặc dù vô pháp người tinh diệu như thế nào tu vi viên trong có tranh lệch thủy chung không cách nào đền bù được mang ra lão tổ quát lớn thân thể khô bại lớn phồng lên cơ nhục từng cục từng cục giữ tợn trong chớp mắt từ một lão nhân giả nua tùy thời có thể bị mất mạng biến thành một tráng hán lưng hùm vai gấu tinh thần vô cùng phấn chấn hắn toàn lực thúc dục khí huyết bản thân cố gắng mau chóng đánh chết diệp húc chiêu thức đại khai đại hợp cương mãnh không cùng cùng diệp húc cận thân mà chém giết hắn khi còn trẻ hiển nhiên là một người thân thể cường tráng một mãnh sĩ lực lớn vô cùng lão phụ có thể trong thời gian ngắn làm cho nhục thể của mình khôi phục trạng thái toàn thịnh giết người dễ dàng diệp phúc đối chiến với một kích này thái hoàng ấn bị vỡ vụn đạo vận đại thủ của lão tổ mang ra đánh hắn miệng thổ huyết lần nữa bay ngược ra, bị thương so với lúc trước lại càng thêm nặng. Lão tổ mang ra tiến sát từng bước, đạo môn áp xuống, dùng tu vi của bản thân áp chế Diệp Húc. Tiểu Súc Sinh, chết đi cho ta. Lão Súc Sinh, nhục thể cùng thân hồn của ngươi đã suy kiệt tùy thời, có thể mất mạng kìa. Mỗi một lần động thủ, bản thân liền suy yếu một phần. Số lần động thủ càng nhiều thì chết sẽ càng nhanh. Diệp Húc thân hình nhoáng lên một cái, rồi đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, né tránh đạo môn chấn áp, triển khai xích minh ấn, lòng bàn tay hóa thành xích minh cùng dương thiên liệt hỏa đại nhật đỏ thấm một mảnh nung đến thương thiên đỏ thẫm như máu đại địa biến thành than cuốn sạch tất cả vậy mà không để ý thương thế của mình phản phủ vi công lão tổ mang ra trong lòng cả kinh lập tức nghe răng cười không né không tránh chỉ đợi chiêu thức diệp phúc đánh ra trong nháy mắt lộ ra sơ hở liền chu sát hắn bất luận cận chiến vô pháp gì cho dù hoàn mỹ như thế nào một sát na khi công kích tới địch nhân đều lộ ra sơ hở của bản thân cấp cho địch nhân cơ hội lão tổ mang ra chính là cường giả đứng đầu trong thánh hoàng tự nghĩ thân thể tuy khô bại nhưng như trước viễn siêu hơn so với diệp phúc thừa nhận một trường của hắn cũng sẽ không chút nào bị thương huyền thai trung tàng huyền thái ấn diệp phúc tay kia đột nhiên kết xuất một loại ấn pháp kỳ lạ khác khí tức giống như huyền thai phi tốc nội liễm phảng phất trái tim như thùng thùng nhảy lên trong nháy mắt cung cấp cho hắn tràn đầy khí huyết vô cùng lại để cho khí huyết của hắn phi tốc nâng lên cơ hồ tăng lên tới trình độ của lão mang mang sơn lão tổ Xích minh ấn của hắn đạt được quyền thay ấn tăng thêm, uy lực đã tăng lên mấy lần. Bầu trời bị thiêu đốt đến hỏa tan, đại địa hóa thành dung nham, thậm chí ngay cả toàn núi lớn phía dưới cũng bị đốt tan ra. Nham thạch nóng cháy, dầm dầm theo đỉnh núi mà chút xuống. Không xong rồi. Lão tổ mang ra cảm giác được một trường này tuyệt đối có thể thương tổn đến thực lực của mình, thì trong lòng kinh hãi, vội quát lớn một tiếng, triệu hồi đạo môn, từng đợt đạo vận ti 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 từ trong môn tuôn ra chảy khắp toàn thân. Dầm Diệp Phúc một ấn ấn xuống Thân hình lão tổ mang ra chấn động Đạo vận đều bị đánh nát Nhìn không được lùi về sau một bước Ngọc hoàn ấn Diệp Phúc không đợi hắn phản kích Lật tay che bầu trời Khí tức tuôn mạnh Hóa thành một cái tiên ngọc điêu chắc Mà thành thế giới Thậm chí ngay cả hư không trên đỉnh đầu Của lão tổ mang ra Cũng bị hắn khí cơ ngọc hóa Biến thành không gian thực chất Từ xa nhìn lại Tựa như một phương ngọc cấn thế giới Ở tại trên không lão tổ mang ra Âm ầm rơi xuống hai người ở giữa không chung phi tốc giao thủ trong nháy mắt liền công phạt nhau hơn mấy trăm lần lão tổ mang ra không ngừng lùi về sau đột nhiên cảm thấy hô hấp có chút không ổn trong lòng không khỏi âm thầm lo lắng đây là nỗi bi ai của lão niên thánh hoàng đã bước vào tuổi xế chiều hắn nguyên lai cũng không đủ tu vi mở ra đạo môn giờ phút này đã có đầy đủ tu vi nhưng thân thể thần hồn cùng khí huyết hết thảy đều suy bại cũng không cách nào khiêu thoát dùng vô nhập đạo thành tựu vô tổ nếu là ta còn trẻ hơn mấy trăm tuổi giết kẻ này lên không cần tốn nhiều sức thật đáng tiếc thời điểm ta còn trẻ chỉ sợ thực lực còn chưa bằng hắn ta lão tổ mang ra thúc giục đạo môn nghiền áp chỉ thấy diệp Húc càng đánh càng mạnh các loại ấn pháp thi triển cùng hắn lấy cứng trợ cứng sinh sinh tiêu hao khí huyết cùng thể năng của hắn trong nội tâm không khỏi vừa sợ lại vừa giận tiểu tử này sức dẻo dai cũng quá mạnh rồi lão phu tuy không phải thánh hoàng mạnh nhất thế nhưng nếu đổi lại thánh hoàng đỉnh phong bình thường sớm đã bị lão phu chấn vỡ hắn chính là một vua hoàng đỉnh phong lại có thể kiên trì lâu như vậy chẳng lẽ nói hắn tu luyện chính là đế cấp tâm pháp hay sao giữa thánh hoàng cùng thánh hoàng có tranh lệch cực lớn lão tổ mang ra tuy khí huyết khô bại thế nhưng tu vi thực lực lại muốn vượt qua đỉnh phong thánh hoàng mộ dung tham hoa hơn chục lần mà tu vi thực lực mộ dung tham hoa lại muốn vượt qua thánh hoàng đỉnh phong bình thường hơn chục lần nếu là đổ lại người khác tu luyện thần vương cấp tâm pháp thậm chí cường giả luyện đế cấp tâm pháp tu vi cung cấp với lão tổ mang Gia thực lực tức thì càng thêm cường hoành hơn trăm lần lão tổ mang Gia là cũng có thể giống như diệp phúc vậy dùng tu vi đỉnh phong vô hoàng tiếp cận thánh hoàng liền có thể chống lại tồn tại như hắn ít càng thêm ít ít nhất lão tổ mang Gia chưa từng nghe nói cũng chưa bao giờ thấy qua diệp phúc lại càng đánh càng có tinh thần càng đánh càng thoải mái hắn đã lĩnh ngộ ba ngàn thế giới đại thuấn nhưng đối với uy lực càng mạnh hơn nữa của tam thập tam thiên ấn thể ngộ lại không nhiều cùng lão tổ mang ra một trận chiến mặc dù tu vi không có tăng lên bao nhiêu lại làm cho hắn đối với thể ngộ tam thập tam thiên ấn nâng cao được một bước trúc lạc hoàng gia thập tam phách diệp phúc đột nhiên triển khai một loại ấn pháp khác loại ấn pháp này lại là một loại âm công đại thuật tuy diệp phúc không hiểu nhạc lý thế nhưng thức ấn pháp này triển khai ra tiên nhạc tự thành tiên âm trận trận sát phạt mà đi lão tổ mang ra quanh thân chấn động đạo vận đều bị trúc lạc hoàng gia ấn chấn đắc đầy ra khi huyết bốc hơi lập tức bị diệp húc một thức cận thân vô hoàng ấn hung hăng đánh vào ngực lúc này nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi oanh diệp húc lại đánh ra một thức ấn pháp lão tổ mang ra lần nữa thổ huyết bay ngược ra sau thân hình của hắn chưa ổn định chợt thấy lương quang lóe lên diệp húc lần nữa đã tới trước người của hắn lại đánh ra một ấn tiếp lại đem hắn đánh cho thổ huyết bay ngược mấy trăm dặm lão tổ mang ra kinh sợ không thôi hắn thân đường đường là thánh hoàng đỉnh phong siêu phàm nhập thánh là lão tổ tông một thế gia nếu như thân thể không có suy bại khẳng định có thể khiêu thoát đạo môn thành tựu vu tổ mà giờ phút này cư nhiên bị một vu hoàng đỉnh phong bức bách đến hoàn cảnh này bên trong cơ thể khí huyết cùng thần hồn của ta đều cấp tốc suy bại càng ngày càng khó chống lại tiên tiểu tử này triệu hoán tổ binh chỉ có triệu hoán tổ binh thôi mới có thể giết chết tiên tiểu tử này hắn vừa nghĩ tới đây lập tức bắt đầu triệu hồi mang ra chấn tộc chi bảo lại vào lúc này diệp phúc lại đánh ra một ấn lúc này đây cũng là thái an hoàng nhai ấn ấn pháp như một vách núi một tòa giống như hoàng thiên nhai sơn thiên bên trong cơ thể khí huyết cùng thần hồn của ta đều cấp tốc suy bại càng ngày càng khó chống lại tiểu tử này triệu hoán thổ binh chỉ có triệu hoán thổ binh mới có thể giết chết tên tiểu tử này hắn vừa mới nghĩ tới đây lập tức bắt đầu triệu hồi mang ra chấn tộc chi bảo lại vào lúc này diệp phúc lại đánh ra một ấn Lúc này đây cũng là Thái An Hoàng Nhai Ấn, Ấn Pháp như một vách núi, một tòa giống như Hoàng Thiên Sơn Nhai Thiên Giới, âm ầm chấn áp mà đến. Oanh một tiếng chân vỡ khí huyết, lão tổ mang ra. Lão tổ mang ra thét lớn một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể nhanh chóng suy bại, trong chớp mắt liền từ một trắng hán, lưng hùm vai gấu, lại dần dần biến thành một lão giả, đầu đầy tóc bạc, làn da nhăn nheo, tự hồ so với trước còn muốn giả hơn. Hắn mạnh mẽ thúc dục khí huyết, tăng lên lực lượng bản thân, nay bị Diệp Phúc đánh về nguyên hình, so với trước lại càng thêm suy bại không có tổ binh ta tuyệt đối không có khả năng đánh gục tiểu tử này ngược lại sẽ bị hắn sinh sinh đánh chết mất thôi lão tổ mang ra trong lòng phát lạnh cấp tốc lui về phía sau cuống cuồng bỏ chạy diệp phúc lấn tới trước hai thân hình từ không trung hiện lên thân hình lão tổ mang ra như một đầu thương long mà diệp phúc lại giống như một đạo lưu quang theo sát ở phía sau thương long từng đạo thuấn ấn hóa thành chư thiên cao ngất viễn cổ tam thập tam thiên giới liên tiếp xuất hiện đều đánh tới lão tổ mang ra Phong Thủy Vân cùng Phó Thiên Lai nghẹn họng nhìn chân chối, thực lực của Diệp Phúc giờ phút này thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, so với trận chiến cùng Mộ Dung Tham Hoa càng làm cho người ta kinh diễm hơn, vậy mà có thể cùng lão tổ mang ra là bậc bá chủ trong Thánh Hoàng chống lại đến tình trạng này, thậm chí đem vị lão Thánh Hoàng sống hai vạn năm này bức bách liên tiếp lui về phía sau, đánh hắn không ngừng suy nhược. Phong huynh, ngươi cùng Diệp huynh sớm kết bạn, ngươi có biết Diệp huynh đến thuật cùng được nhân vật phương nào bồi dưỡng ra không? Võ Lai đột nhiên dò hỏi, Phong Thủy Vân mở miệng lắc đầu. Lúc trước hắn phỏng đoán, Diệp Húc là vô hoàng từ hạ giới phi thăng lên thượng giới. Nay nhìn thấy Diệp Húc sinh mãnh như thế này, thậm chí ngay cả hắn cũng không hỏi hoài nghi phỏng đoán của mình có chính xác hay không. Nơi giống như hạ giới là loại địa phương bẩn hàn, khổ tích, làm sao có thể đào tạo ra loại không tầm thường như vậy? Thực lực của Diệp Huynh hôm nay, nên chỉ sợ có là đế cấp nhân vật mới có thể cùng hắn chống lại được thôi lão Tổ mang ra liên tục cùng Diệp Phúc đối kháng, thổ huyết không thôi. Hắn là lần đầu bị người ta đánh thành ra trật vật như vậy. Trong cơ thể, tinh khí khí huyết cơ hồ bị Diệp Phúc thiêu đốt sạch sẽ, ngay cả năng lực triệu hồi tổ binh cũng không có. Diệp Phúc đã từng nói qua, hắn mỗi một lần động thủ, khí huyết trong cơ thể sẽ giảm mất một phần, cách tử vong sẽ cần thêm một bước. Nhưng lần này cũng không phải hoàn toàn là vì đã kích hắn mà chỉ nói ra tình hình thực tế. Nay hắn cùng với Diệp Phúc một phen ác chiến nếu không thể đem Diệp Húc chu diệt, ngược lại ở trên tay Diệp Húc liên tục bị thương, đã đến mức dầu hết đèn tắt. Đột nhiên ba chiếc chiến hạm bay tới, đúng là chiến hạm của Mang Gia Hạ Gia cùng lộ ra. Lão tổ Mang Gia trong lòng mừng rỡ, toàn lực thúc dục tu vi hướng ba chiếc chiến hạm này mà nghênh đón. Còn muốn chạy sao? Diệp Húc thân như lưu quang, trong nháy mắt cùng hắn kéo gần cự ly, một đạo ấn pháp triển khai, hóa thành nguyên tái khổng thăng thiên, nguyên tái ấn, ý đồ đem lão tổ Mang Gia phong ấn ở bên trong, không cho hắn tiếp cận chiến hạm của ba nhà. Trên ba chiếc chiến hạm có lão tổ hạ gia cùng lộ gia tọa chấn đều là lão thánh hoàng, mỗi một vị đều không kém gì lão tổ mang gia. Trong đó bất kỳ ai diệp húc đều không thể đối phó. Lão tổ mang gia gầm lên, đạo môn chấn động, phá vỡ nguyên tài ấn, lao ra khỏi phong ấn. Lập tức chỉ thấy diệp húc một đấn cao cao giơ lên, giống như đại thủ bổ tới. Thức thái hoàng ấn này thẳng tắp đánh xuống, mở ra ti ti từng đợt, từng đợt đạo vận từ trên đạo môn của lão tổ mang gia cắt qua, xẹt qua mi tâm của hắn, huyết sắc trên mặt lão tổ mang ra nháy mắt liền biến mất trở nên trắng bệch ở giữa mi tâm lưu lại một đạo vết máu lập tức vươn người nhảy lên hai ba bước rơi vào bên trong mang ra chiến hạm lão tổ mang ra ta có nói muốn đưa ngươi lên đường này không tính nuốt lời đấy chứ diệp húc nhìn theo hắn lên thuyền cao giọng nói lão tổ mang ra dơ lên trên chiến hạm thân hình lảo đảo một cái đột nhiên tức giận quát một tiếng thúc giục tổ binh một cái đạo vận đầy đủ trong phút chốc đánh nát tư không thiên phần bổ tới diệp húc đạo vận phía trên tổ binh cùng đạo môn của lão tổ mang ra tuôn ra đạo vận có cách biệt một trời một vực trong đạo môn tuôn ra đạo vận chính là mảnh nhỏ của thiên địa đại đạo ti ti từng đợt từng đợt mà tổ binh chất chứa một đạo thiên địa đại đạo đầy đủ uy lực không thể so sánh nổi điểm mạnh tuyệt đối có thể dễ dàng giết chết diệp húc diệp húc ha ha cười lắc mình hóa thành một đạo lưu quang rút đi né tránh tổ binh đạo vận ám sát biến mất không thấy đâu nữa mang huynh ngươi còn không có gì đáng ngại chứ trên chiến hạm hạ gia truyền tới một thanh âm giả nua do hỏi đúng là lão tổ tông của hạ gia cùng lúc đấy trên chiến hạm lộ ra lão tổ tông lộ ra cũng truyền đến ân cần hỏi thăm thản nhiên nói mang huynh nếu người bị thương nắng, không ngại nói thẳng ba nhà chúng ta giao hảo nhiều thế hệ hai người chúng ta nhất định đem toàn lực vì mang huynh chữa thương lão tổ mang ra trong mắt tinh quang chật lóe trong cơ thể huyết khí dâng lên sắc mặt khôi phục như thường cười ha hà nói chê cười chỉ là một tiểu bối há có thể làm gì được ta chứ nếu không phải vừa tiểu đệ gặp được một đại ma thần thi thân bị ý chí bất khuất bên trong ma thần thi thân thương tổn tới tử phụ lấy thực lực tiểu xúc sinh kia há có thể thương tổn được ta mấy may sao ma thần thi thân sao trong hai chiếc chiến hạm chuyển đến một cố rung động dị thường mãnh liệt rồi đột nhiên chiến hạm gia tốc vùng một tiếng phá vỡ trời cao toàn lực chiêu kích theo phương hướng của diệp phúc rời đi hiển nhiên hạ gia lão tổ cùng lộ gia lão tổ nghe được tin tức này trong lòng chấn động bất chấp tìm hiểu xem lão tổ mang gia có bị thương không lập tức truy theo hướng diệp húc ý đồ đoạt bảo lão tổ mang gia nhìn theo hai chiếc chiến hạm đã đi xa đột nhiên quát lớn về tàu lập tức về tàu nhiều cao thủ mang gia đều không hiểu ý bất quá dù sao cũng là lão tổ tông lên tiếng lúc này không dám chậm trễ thúc giục chiến hạm chạy nhanh đến ranh giới thiên phần lão tổ mang gia hét lớn đạo môn dừng thẳng lên đạo vận bắt đầu khởi động chảy vào bên trong tổ binh toàn lực thúc giục kiện tổ binh này đánh xuyên không gian danh giới thiên phần chiến hạm từ từ chạy nhanh ra đi ra ngoài thiên phần đại hữu ngươi lại đây lão tổ mang ra nhẹ nhàng thở ra trên mặt hiền lành tư cười nói một trung niên thánh hoàng bước nhanh lên phía trước chỉ nghe lão tổ cười nói từ nay về sau người sẽ làm mang ra gia chủ nắm trong tay mang ra tổ binh mang đại hữu trong lòng cả kinh Vơ vàng quỳ xuống dung giọng nói cha sao người đột nhiên nói ra lời này vậy lão tổ mang ra sắc mặt nhanh chóng khô bại đạo môn bắt đầu tan rã mỉm cười nói vì phụ bị tiểu tử kia chặt đứt tất cả sinh cơ chính là dựa vào một cỗ ý chí chống đỡ cho tới bây giờ đã là hẳn phải chết không thể nghi ngờ khó kiên trì thêm bao nhiêu thời gian sau khi ta chết đi người tất yếu phải ẩn nhẫn vạn lần không được giống như trước ngang ngược cản rỡ đi khắp nơi gây thủ cho quán nghe chưa mang đại hiếu cực kỳ sợ hãi thất thanh lên tiếng nói cha vừa rồi hai vị lão tổ tông hạ gia và lộ gia muốn thay người chữ thương vì sao người cầm mồm hạ gia và lộ gia tuy rằng cùng ta giao hảo nhưng có gia tầm làng sói nếu như biết vi phụ mạng không còn bao lâu vi phụ lúc ấy liền đã chết tuyệt đối sẽ bị hai người bọn hắn chém giết mang gia ta cũng sẽ bị bọn họ thâu tóm thậm chí là diệt tộc kia lão tổ mang ra. Đạo môn nhanh chóng tan rã Nghiêm trang nói Đại hiếu vi phụ trước khi chết Muốn người đáp ứng với ta một sự kiện Là vạn lần không được báo thủ cho ta Cha Thủ giết cha bất cộng đáy thiên Mang đại hiếu kháng cự nói Cầm miếng Tiểu từ kia chính là nhân trung long phượng Tương lai chắc chắn tấn thăng rất nhanh Cao cao tại thượng Người nếu không đi báo thù Mang ra ta còn có thể sinh tồn được Người nếu là đi trả thù Mang ra ta chắc chắn vạn kiếp bất phục lão tổ mang ra, nghiêm khắc nói: ta muốn người thề, vĩnh viễn không được báo thù cho ta. mang đại hữu Bất đắc sĩ phải thề, lão tổ mang ra nghe được lời thề của hắn, trên mặt hiện ra ý cười, thấp giọng nói: um, này vì phụ đã có thể yên tâm được rồi. mi tâm của hắn đột nhiên vỡ ra, vô cùng tinh khí từ trong mi tâm chảy ra, hơi thở càng ngày lại càng mỏng manh. sau khi ta chết, người đem xác ta luyện thành thân ngoại hóa thân, đi bái phỏng hạ gia lộ ra. Phải thật yếu Giả vờ như ta còn chưa chết Không thể làm cho hai nhà kia nhìn ra sơ hở Hắn sau khi nói xong một câu Hoàn toàn thân tử đạo tiêu Lại nói Diệp Phúc một thức thái hoàng gần đánh xuống Chật đứt tất cả sinh cơ của hắn Phá hư đạo môn của hắn Phá hư tử phủ của hắn Chiêu thức kia thật là nguy hiểm Thậm chí ngay cả thần vương cũng phải sợ hãi Diệp thiếu bảo Tên tiểu tử kia cư nhiên gan lớn Chùm trời đến loại trình độ này Quả nhiên vào bên trong thiên phần rồi Lúc bấy giờ yêu thần tử hỏi thú nô trong lòng cười lạnh nói Có thú nô ở đây tiểu tử này vô luận là đi đến đâu Đều không thể chạy thoát khỏi tay chúng ta được Mau đuổi theo thôi Chư thần đều phóng người vai lên đuổi theo phương hướng của Diệp Phúc rời đi Lúc bấy giờ Diệp Huynh tòa tháp này của ngươi có chút quen mắt ta Ba người Diệp Phúc sớm lấy thu lấy cỗ thi thần ma thân kia Diệp phúc lúc này tiến lên Di Thiên Địa Tháp ý đồ từ trong ma thần nhục thân lấy ra kim khí nồng đậm vô cùng để cao uy năng bảo tháp phó tư lai cùng phong thủy vân hai người cũng đều tế tự lên thánh bảo của chính mình vất vả luyện chế bắt trước làm theo bất quá hai người nhìn đến tòa bảo tháp này ánh mắt nhất thời nhìn thẳng phong thủy vân nói thầm ta đã từng thấy qua một thư ảnh bảo tháp theo thiên giới xẹt qua nổ nát hư không của thiên giới đi thẳng đến hạ giới kìa cùng tòa bảo tháp này của ngươi có chút tương tự Ồ đúng vậy đúng vậy Quả thật có vẻ phần tương tự Bất quá số tầng lại có chút bất đồng Lần đó kinh động không biết bao nhiêu thần vương với đế quân Thậm chí ngay cả thương thiên đại đế Thương thiên đế tôn cũng bị kinh động Đều nghịch hành ngoài lên đi tìm tung tích tòa bảo tháp này Sau đó vị thiên đế này đã chết đi kìa Phó tên lai cao thấp đánh giá Di la thiên đế tháp điều chỉnh sắc mặt Vô cùng nghiêm túc mà nói Cha ta lúc ấy lập tức trở về Nói với ta âm mưu Đây tuyệt đối là một âm mưu nhằm vào thương thiên đế tôn có người cố ý triệu hồi tòa bảo tháp này vì muốn thiên đế chết ngày này Diệp Huynh, tòa bảo tháp này không phải là ngươi triệu hồi đấy chứ. Phong Tùy Vân dùng một bộ ánh mắt thoải nghi nhìn chằm chằm Diệp Phúc thất thanh nói. Phó Tiên Lai cũng dùng một bộ ánh mắt thoải nghi nhìn hắn. Diệp Phúc không khỏi nhức đầu, lúng ta lúng tung nói. <laughs> ta, ta lại không phải cố ý đâu. Ông trời ơi, thật là ngươi sao? Phong Tùy Vân cùng Phó Thiên Lai há to mồm thất thanh lên tiếng. Không phải ta làm. Diệp Húc quả quyết phủ nhận. Hai người trong mắt hoài nghi thêm đồng đậm hơn. Phong Tùy Vân âm hiểm cười nói. Không phải cố ý sao? Ngươi không phải cố ý liền giết chết, chết đương kim thiên đế. Ngươi nếu là cố ý còn muốn giết chết, chết bao nhiêu người nữa đây? Phó Thiên Lai liên tục gật đầu nói. Ngươi nếu cố ý chỉ sợ kiểu thiên thần giới đã bị ngươi chọc cho thủng một lỗ lớn rồi. Ta cảm thấy Diệp Huynh xác thực khả năng không phải là cố ý mà là bị người ta sai sử nếu không lấy một vu hoàng nho nhỏ há có thể âm mưu hại chết thiên đế được phong Thủy vân suy tư một lát chậm rãi mà nói về mặt nghiêm túc lên tiếng người sai xử diệp huynh tự nhiên đó là sư tôn của diệp huynh rồi diệp huynh là lịch của người khó lường không biết sư tôn của ngươi đến tận cùng là vị nào cao nhân nào vậy Hề ta nghĩ tào hóa thần vương nhất định thực muốn gặp sư tôn của ngươi kìa hắn thay tào hóa thần vương hạ mời thầm nghĩ một cái ám chiêu hại chết thương thiên đế tôn sư tôn của diệp huynh nhất định không phải là kẻ vô danh chỉ sợ tạo hóa thần vương cũng xa xa không bằng hắn nếu là có thể cùng người như vậy liên minh <laughs> tạo hóa thần vương nhất định là sẽ khen người ta kìa phó tiên lai ánh mắt lóe ra cười Khanh khách nói à, cha ta thanh niên chủ phú cũng rất vui mừng cùng tôn sư mà gặp mặt cùng bàn đại sự kìa hai người ánh mắt sáng ngời thẳng tắp nhìn hướng diệp phúc chờ đợi hắn đáp lời diệp phúc khó khăn liên tục cười khổ <cười> Ờ, ân sư của ta họ vẽ tiên chăn bất quá mặc dù là tạo hóa thần vương cùng thanh niên thần phố muốn gặp sư tôn của ta đây chỉ sợ đều không có khả năng đâu mặc dù là ta cũng chưa bao giờ thấy qua khuôn mặt thật sự của ân sư ta không được ân sư ân cần dạy báo truyền thụ cho ta tâm pháp vô pháp gì cả phong thủy vân cùng phó tương lai lao nao trong lòng kinh hoàng họ vẽ tiên chăn sao chẳng lẽ là một vị đế quân nữ diệp huynh đảm lượng lớn như vậy cũng không dám gọi thẳng tính danh ân sư mà là tách ra để gọi Người này nhất định vô cùng tài giỏi Phong Tùy Vân thầm nghĩ Hắn chưa bao giờ ân cần dạy báo Truyền thụ cho Diệp Huynh Diệp Huynh lại có thể tu luyện tới bước này Có thể nghĩ người này đã đạt đến mức bậc nào rồi Phó Tiên Lai không khỏi ngẩn ngơ Mê mẩn thầm nói Người này nếu là một vị ẩn thế đế quân Mưu đổ thiên đế ngay vàng Tạo hóa thần vương cùng thanh hiên phủ chủ Muốn gặp hắn sắp thực là không có khả năng rồi Thấp nhất cũng phải dùng hai chữ bái kiến Mới có thể vẻ thành ý kìa hai người bọn họ cứ việc kinh diễm xuất thân hà môn địa vị phi phàm thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng vệ chăn tuy thật sự là ân sư của diệp húc nhưng cũng chỉ có sư danh lại không có thực sự truyền đạo thụ nghiệp không chỉ có như thế vệ chăn cũng không như trong tưởng tượng của bọn họ là vị đế quân lãnh đời mà là một đại vu tu vi chỉ có tam ất triệt cảnh cho dù là hai người phong thủy vân cùng phó tây lai vệ chăn đều phải ngước nhìn vì mối chút là vệ chăn tại lúc diệp phúc bái nhập hoàng tuyển ma tông cũng đã hao hết thọ nguyên mà hồn quy thiên bất quá Diệp Phúc cũng không có nói dối. Vệ Trăn sau khi chết hóa thành yêu liên, thật sự hắn chưa bao giờ thấy qua vị quan tinh phong chủ này, cũng chưa bao giờ được Vệ chăn truyền thụ. Hắn có thể có thành tựu như ngày hôm nay, tất cả đều là dựa vào cố gắng của mình, dựa vào ngộ tính của mình, dựa vào sự liều mạng, có thể thành tựu tu vi thực lực hiện nay. Lục đạo tan biến, cho dù là thiên đế sau khi chết đi, cũng phải hồn phi phách tán, quay về với thiên địa. Tạo hóa thần vương cùng với thanh hiên thần vương muốn gặp ân sư của ta, tự nhiên là không có khả năng rồi cho dù bọn họ sau khi chết cũng không có đạo lý nhìn thấy vẻ chăn ta cũng không tính là nói dối. Diệp Húc mặt không đỏ, tim không nhanh, thản như nói: ở Phong huynh, phó huynh, ân sư của ta chính là điều cấm kỵ. Ta tuy rằng báo cho biết các ngươi tên họ của người, thế nhưng các ngươi bất luận là kẻ nào cũng không thể tiết lộ ra ngoài được. Ngay cả tạo hóa thần vương cùng với thanh hiên thần vương cũng không thể thổ lộ nửa điểm. Nếu không sẽ gây ra hậu quả gì, ngay cả ta cũng không biết kìa. hắn nói một cách phong khinh vất đạm. Võ tên Lai like cùng Phong Thủy Vân là có chút sần tóc gáy Trong lòng cả kinh thầm than một tiếng hung hiểm thầm nghĩ Ân sư của Diệp Huynh có thể âm tử thương thiên đế tôn Mưu sát đương kim thiên đế Còn có thể dạy ra người như Diệp Huynh đây Không thể là hạng vô danh được Mà là phi thường khủng bố Xem ra tòa chứng đạo chi bảo này sớm rơi vào tay ân sư của Diệp Huynh rồi Nếu không thiên đế như thế nào lại dễ dàng chết đi như vậy Phong Thủy Vân trên chán đổ mồ hôi lạnh Hai người lướt nhau thầm nghĩ người này chỉ sợ có khả năng quét ngang đương thế sở dĩ ẩn nhẫn không phát ra chỉ sợ là sợ phải đối mặt với sự vây công của chư thiên thần vương nếu quân chúng ta nếu đem chuyện này của hắn mà nói ra trong lòng hắn tức giận trong nhé mắt vung lên là có thể làm hai người chúng ta hồi phi yên diệt kia diệp phúc mỉm cười nhẹ giọng nói cho nên hai vị tốt nhất nghe cả chuyện tình ta có được di la thiên địa tháp cũng nên quên hết đi không cần nhắc lại không cần hỏi lại phong Tùy vân cùng phó thiên lai trong lòng hoảng sợ một trận biết càng nhiều chết càng mau đạo lý này bọn họ vẫn biết tuy rằng bọn họ là thần thế nhưng ở trước mặt đế quân cự phách bậc này quả thực ngay cả con kiến còn kém xa nói diệt liền phó tây lai nghiêm nghị nói diệp huynh nhân tâm chúng ta biết nặng nhé loại chuyện tình này tuyệt nhiên sẽ không chuyển ra ngoài phong thủy vân cũng trịnh trọng nói chuyện tình vừa rồi ta thậm chí nghĩ muốn đem trí nhớ của mình trực tiếp tiêu diệt bất quá e sợ sau này lại nhìn thấy tòa bảo tháp này của ngươi lại tiếp tục hỏi nên không có xóa đi trí nhớ bất quá diệp huynh ta bảo tháp này của ngươi lên luyện rất lớn chư thiên thần vương lễ quân đối với kiện chứng đạo chi bảo đó đều từng nhớ ở trong lòng nếu biết ngươi có được kiện chứng đạo chi bảo phòng chế tất nhiên sẽ đích thân xuống tay với ngươi ừ, thậm chí nói không chừng tổ sư ta là đạo hóa thần vương kìa cũng sẽ không có hảo ý đối với ngươi đâu diệp phúc gật đầu đồng ý hắn nguyên bản không biết thương thiên đế tôn chết đi cùng như la thiên địa tháp có liên quan gì nay biết tới đoạn chuyện này nghĩ mà thấy sợ bất quá trong lòng của hắn đồng thời cũng có chút tự đắc đường đường là thiên đế thương thiên đế tôn lại là gián tiếp chết ở trong tay của mình vậy cũng là một loại vinh quang vô thượng rồi vị đại đế này bị chết thật sự là uẩn khuất mà diệp phúc trong lòng ác độc thú vị thầm nghĩ bất quá di la thiên nguyên thủy thiên vương cũng thật là không hổ là đại đế hùng mạnh từ xưa tới nay tuy rằng đã chết không biết bao nhiêu vạn năm rồi thế nhưng lưu lại chứng đạo chi bảo như trước đem thương thiên đế tôn vị thiên đế này mà giết chết đi cái loại thực lực này thật sự làm cho người ta phải ngước lên mà nhìn. Không biết ta năm nào tháng nào mới có thể đạt tới thành tựu của hắn nữa đây. Ba người cố gắng thật lâu sau lấy thực lực của bọn họ căn bản không thể từ cỗ ma thần thi thân kia rút ra tinh khí. Mặc dù là Diệp Húc cũng không làm được điểm này. Nghe nói vu tổ lĩnh ngộ thiên địa đại đạo nhục thân không hư nát bên trong nhục thân tự thành thế giới. Tương đương với thiên địa đại đạo tạo thành tiểu thế giới bất luận tinh khí gì, khí huyết gì đều bị khóa chặt, sẽ không bị tiết ra ngoài. Này xem ra, xác thực đúng là danh bất hư truyền mà. Phong Tỷ Vân cao mày nói, cỗ ma thần nhục thân này lấy thực lực trước mắt của chúng ta căn bản không thể rút kim khí trong cơ thể hắn ra được, dùng để luyện chế bảo vật được. Hơn nữa trong mi tâm tử phủ của hắn có một luồng ý chí bất khuất, chúng ta cũng không thể đem hắn luyện thành thân ngoại hóa thân. Chẳng lẽ lấy được ma thần thi thân rồi, chứ có thể nhìn xem mà không thể dùng hay sao? Phó Tê Lai cũng mặt ủ mày trao, thực lực của bọn họ có hạn mà ma thần nhục thân không thể hư tổn, muốn rút ra thể kim khí trong thể nội ma thần, xác thực là không có khả năng này. kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 179 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây và cũng là tập uh, cuối cùng của trong buổi tối ngày hôm nay. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở tập 180 vào ngày mai.